Đây là toàn cảnh của chùa Ấn Quang. Phía trước mặt mình là cái khu tòa tháp, và ở dưới là nhà tang lễ nha mọi người, để làm tang lễ. Ở đây là cổng chính của chùa Ấn Quang. Bên đây có một tòa tháp nữa, là điện Quan Âm ở trên cao đó mọi người. Rồi mình cùng vào trong xem như thế nào nha. Đây là toàn cảnh của chùa Ấn Quang. Phía trước mặt mình là cái khu tòa tháp, và ở dưới là nhà tang lễ nha mọi người, để làm tang lễ. Ở đây là cổng chính của chùa Ấn Quang. Bên đây có một tòa tháp nữa, là điện Quan Âm ở trên cao đó mọi người. Rồi mình cùng vào trong xem như thế nào nha.